dạ con xa chim kêu mà dương hú biết nhà má đâu, sương khuya ước động vàng bầu con về bên Úc để sầu cho cha. Người ta sầu chứ không có gì mình sầu. Con nó đi Úc sướng thấy bà nội, có con đi du học mà sướng thôi là sướng. Thế nào? Thì làm gì mà nó không biết nhà, chắc chắn nó phải biết thôi. Trước khi nó về là nó điện mình đi lên Sài Gòn mình đón nó. Coi gì kêu mà, đâu cần phải biết nhà đâu. Có con đi du học mơ mốt đó, trời ơi, tao nó nằm mơ thấy con mà nó cầm tiền về đô la nó quất từng nùi thế ớt thì con mẹ tư lùng cái kìa, con bắt chước cho con đi du học. Thấy gốm con thì dốt như một con bò chưa biết dạy, mà cho con đi du học đèo bồng mới chuyện cao sang quá cưng ơi, lùng ơi là lùng ơi trời. Bắt quả tang không nghe, hàng xóm với nhau mà ông nỡ lần nào nói xấu tôi hen. Ủa sao kỳ vậy? Cái miệng của người ta miệng đẹp dễ thương vậy thì nói những điều hay lẽ phải, nói những điều tốt cho bà con đi hả? Tàn nói xấu không à, sao không biết phun châu nhã ngọc mà tàn phun gì ra mà đứng đằng xa mà nghe bốc mùi. Ông tưởng ngon lắm hả? Ông tưởng ngon lắm hả? Bán cốc ỏi mới ghi mà mày đặt cho con đi du học. Ê con mẹ tư lùng nói cho bà gì? À chị tư hàng xóm dễ thương kính mến. Đâu có nói xấu đâu, ngồi tâm sự một mình nên bị đang ngồi bán. Mà tôi nói cho chị nghe nè, tôi bán cốc ổi mà tôi cho con tôi đi du học chị thấy hết không? Chị phải dùng một cái từ là à thằng cha này hết quá, bán cốc ổi sòi me thôi mà cho con đi du học. Thấy chưa? Chị phải nể tôi chứ. Tôi khinh. Tôi nói dùng chị nghe nè, mỗi vậy ngày, mỗi ngày mình phải tìm một cái cớ để mình quýnh lộn nhau. Vậy anh nói gì đó? Không không không. Mỗi ngày mình phải tìm một cái chuyện để tâm sự về những đứa con của mình. Bởi trong làng này có ai đi du học mà cho con đi du học mà như mình không? Chị phải suy nghĩ rồi đó, mời chị ngồi. Mời chị ngồi, hai đứa mình cùng nhau tâm sự. Ép tôi ngồi nghe. Không mời, mời chứ không ép. Tôi cũng ái mộ vậy ông lắm à. Muốn đứng đứng đi. Nhìn thấy ghét. Mặt bộ bà ba là thấy ông ưa rồi. Tôi nói chị nghe nè. Không có biết được trước thời đại hả? Tôi thần tí. Thần tí dân tộc thì tôi mặc bà ba. Vậy thôi, ngồi ngay chỗ dùng sông nước nghĩ sao quất cái đầm. Cái gốm trước thời đại. Coi lại mình đi. Sao? Bà nói bà đi trước thời đại hả? À? Con lô sĩ là nó đã có rồi. Bây giờ còn quất con phụng mà đi trước thời đại. Bây giờ bà quất cái con gì đây? Mà nó chưa có trên trái đất này đây. Thì lúc đó bà hẳn nói là bà đi trước thời đại. Ngày mai tôi sẽ vẽ cái con đó lên áo tôi. Biết con gì không? Con gì? Vẽ cái hình ông lên là thấy quái vật rồi. À, con lạ nhất. Con lạ nhưng mà bà vẫn để ý để bà vẽ tới tôi lên trên cái áo của bà, chứng tỏ là bà có ý đồ. Cái ói ra miếng mận mới ăn à? Mận này tính tiền đó nha. Ủa vậy hả? Chứ không phải tự nhiên bóc là lụm đâu. Dám đâu, mận cái gớm mà cũng tính tiền. Mận gì mà chú lè. Cái người ta nói ăn một miếng một tháng, anh hỏi hiểu chưa? Nó có chùa nó cũng là của buôn bán, chứ không phải là của ở trên cây mà tự động mà hái được. Nói cho bà chị nghe. Gì? Đây nè. Đây nè, vậy nín đi. Tôi không nói chuyện của ông nữa, giờ tôi nói chuyện con tôi đi du học bên Australia. Australia. Ừ, qua mới điện thoại về tôi. Xong nó sắp sửa có một cái công ty designer nhận nó vô làm tạp dịch đấy đúng không? Sao anh biết này vậy? Còn cái đó quá là quen thuộc rồi, lần nào tâm sự bà chẳng nói cái câu đó cho tôi nghe. Không, nhưng mà điện về nó không có nói mời làm tạp dịch. Cái làm gì? Mà mời nó vô làm chức vụ lớn lắm, hai ba công ty giành giật, tao nói quỳ lết gian sinh mà. Kiểu như là trời ơi, nó gọi dẹp tôi hãnh diện. Vậy đó hả? Nó làm đồ để cho người ta đi á hả? Đi đâu? Nó nằm để cho người ta đi lên cái gì phải không? Ngày nào bà không tưởng tượng ra điều này. Không phải tưởng tượng, mà kỳ này là thiệt. Ôi, báu vật của đời tôi, cục vàng của đời tôi nó đã trưởng thành rồi. Bây giờ biết bao nhiêu công ty tới quỳ lết gian xin năn nỉ khóc lóc mời nó về làm một nhà thiết kế thời trang. Mà theo tiếng English là designer, nhà thiết kế lưng lẫy. Từ từ. Gì? Hỏi thiệt bà nghe. Sao hỏi đi? Bà với con bà có biết gì về thời trang không? Biết cái liền. Đó, thấy không? Rồi vậy thì thôi, xúi nó bỏ cái nghề đó đi, đi học cái nghề đó làm gì? Sao? Chỉ vài năm sau thôi, người tự nhiên mẹ con bà đi ra cho người ta quăng lá chuối trở lại thời nguyên thủy đó đó. Dẹp ông đi, ông á, ông bàn với ông về mà cái gọi là passion á, ông không bao giờ ông biết đó. Cả đời ông chỉ biết cái bộ bà ba, chứ cái khăn quấn trên đầu thôi. Rồi sao? Tôi bà ba nè, cái khăn quấn trên đầu nè, đó là nó quốc hồn quốc tí, không? Nhưng mà bà có đâu có để ý đâu. Có bên trong cái bộ bà ba này là cả một cái gì đó nó kinh khủng lắm.
tại bà không để ý tôi mỗi người có một sở thích khác nhau, bà thích fashion, tôi thích cái khác. Tôi giờ tôi hỏi ông nè, ông có thấy thích cái gì hết trơn á? Tôi ở cùng sớm với ông mấy chục năm nay nè, chưa bao giờ tôi thấy ông thích gì á. Bây giờ ông nói tôi nghe ông thích cái gì đi, ông có một cái gì thích không? Tôi thích cool hơn. Là cái gì? Là dầu thơm. Trời ơi, elite hả? Nói nghe nè, ông về ông chịu khó, ông kêu con ông dạy ông lại đi ông. Trời ơi, ông đọc tiếng Anh gì mà tôi không hiểu gì hết trơn à. Dầu thơm, thích dầu thơm gì? Trời ơi, xin lỗi bà, cái thứ này không chơi thì thôi, không chơi thì thôi nha. Chơi là phải tới bến, chứ không chơi dầu chuối như bà ngày xưa. Trời, đây là bây giờ là phải chơi cho à ma này. Đó vờ xa xì, y si mà da kỳ. Hả? Đó. Trời ơi, mấy cái dầu thơm mà lạ quá ta. Lan cồm, chứ đâu phải là chơi bình thường. Nói nghe nè, tôi không biết mấy cái dầu thơm đó, nó nổi tiếng thế giới, tôi không biết ông đọc nhầm cái loại gì. Nhưng mà ông làm ơn làm phước đi, 12 giờ trưa đó ha, nha, ông đừng đi ngang qua nhà tôi. Cái dòng mà nó bị viêm cánh nặng á, xong nó xịt thêm có dầu thơm vô, hai thứ nó phối hợp với nhau đó. 12 giờ trưa nắng gắt bộ nó chảy ra mà ông đi ngang qua nhà tôi một cái bỏ cơm trưa liền, ông tin không? Không ăn cơm trưa luôn mà cái như không uống nước, nhịn nín lấy hết hơi sức lết xuống sàn nước ngồi. Chi vậy? Tại mùi ở sàn nước tôi nó còn thơm hơn cái mùi của ông. Điều này nói chỉ là chống chế thôi cô em gái ơi. Xin lỗi à. Không phải cái mùi dầu thơm của tôi khi tôi sức lên nó rất là rù quến đàn bà sao? Còn một mùi mới nữa kìa. Mùi gì? Ông mua về ông xài đi. Có không? Có không? Có. Mùi gì? Mới ra tất thời. Mùi gì? Amoniac. Mùi này hiểu lạ rồi. Lạ lắm. Ở đâu bán? Thôi, giờ ông nói ông email cho con ông đi. Ông kêu con ông nó gửi về, ông chừng nó đóng cho ông thùng 20 lít về cho ông tưới. Chà, dầu thơm mà đóng 20 lít hả? Tại ông khoái tưới dầu thơm mà. Tôi nói chưa có ông cha nào mà sức dầu thơm nhau. Người ta sức miếng cái cổ hay là ngay đây thôi cho nó ra mùi thôi. Làm như là tắm hay là tưới hay là ào ào đi ngang qua nhà. Nội nguyên ông 12 giờ ông đứng đầu này mà cuối sớm tôi nghe nhảy mũi. Bởi vậy, bà không biết xài dầu thơm. Xài dầu thơm là để làm cái gì? Cái gì? Để cho người ta phải nghe thấy cái mùi của mình. Đó. Ví dụ bây giờ tôi đi, những ông bình thường ông đi bà đâu có thèm để ý. Yeah. Chỉ cần tôi đứng trên đầu gió thôi bà nói chà, anh Tám Cốc Ội đã tới rồi, đã theo. Yeah. Thì thôi khỏi cần. Tôi yêu cầu ông mà ông có lỡ xịt cái nước xịt phòng lên người ông á, đừng làm ơn phước đừng đi ngang qua nhà tôi được rồi. Nghe nè. Gì? Nhưng mà nhớ chỉ cho tôi mua cái mùi gì hiệu mới là amoniac gì nha. Đó mùi. Cái đó hiệu lạ đó. Ừ. Gì vậy cha? Gớm, liếc tôi chi nữa. Mà tôi nói ông nghe, ông đừng có liếc rẹo về tôi hết trơn, trời á, cả đời ông không bao giờ giới tới tôi được đâu, đừng có bao giờ nhìn tới tôi. Cho ông 50 ngàn về mua thuốc ngủ uống nằm mơ còn chưa thấy được tôi, đừng có liếc chị cưng à. Trời ơi, bà tự tin thấy bắt ớn luôn. Xin lỗi bà. Sao? Đây là nể tình hàng xóm thôi. Vậy à? Chứ nếu không là sức mấy ngồi đây nói chuyện với bà. Dẹp đi, đừng có bao giờ mơ mộng tới tôi, không có với được tôi đâu, đừng bao giờ đu cái điện. Ông chẳng có là cái dây phơi đồ đó với tôi đó. Mà báo cho ông biết nha, đừng có màu mè qua lá hẹ. Bà nói ai là hại á? Tất nhiên là mình rồi. Thôi, nói thầm muốn ói luôn. Trời ơi, sao ở trong xóm này chuyên môn kêu bà là bà Tư Lùng. Lùng có một khúc mà hẹ, hẹ người ta phải mảnh khảnh nhỏ nhắn xinh xắn như đây nè mới gọi là la hại á. Ông mà là hẹ hả? Ông mà là hẹ mà để 3 ngày ta bán hủ tiếu bán ế, nó héo, nó úng, người ta đem dục. Thôi dẹp đi. Tự nhiên tới đây thăm tôi hay là tới đây chửi lộn? Không có thăm ông. Cái quán này của tôi. Mà cũng không có rảnh chửi lộn với ông. Ra nó chịu phải trái cho ông hiểu thôi. Báo cho ông tin buồn. Tại làm gì? Ơn đi chỗ khác biến đi cho nó thoáng. Tôi ngồi đây chút được không? Ừ. Vậy? Tôi có rảnh hay không? Quá rảnh. Rảnh lắm à. Ừ. Hãy dựa vô cái cột kia giùm đi. Dựa chứ sợ ông sao không dựa. Dựa vô đi. Ngắm tôi hả? Đúng, đang ngắm từ đó. Ủa ngắm tôi gần chi nữa? Không một cái dao. Nghĩ sao vậy? Cái quán này là quán của tôi. Tự nhiên tư tới đây tư đuổi tôi là nghĩa lấy gì? Không phải. Ý tôi nói không á, động cho tôi mượn cái quán không đi, động đi đâu ông chơi đi, lát nữa bán vốn liếng ông nhiêu tôi trả lại cho ông. Không dẹp bỏ ý định ở đây, đây bán là kiếm từng đồng lời trên từng trái xoài trái mặn, chứ không có muốn cho ai mướn cái chỗ này hết, đi chỗ khác chơi, chỗ này tôi cũng có người, đang chờ người đây. Tôi mắc hẹn người đây. Tôi đang chờ người đây. Tôi hẹn người đây. Tôi hẹn họ đây. Hẹn với trai phải không? Đà là tao biết liền, nhìn cái mặt đó là biết rồi. Sao không biết? Nhìn cái mặt là thấy gian gian rồi. Ai còn lạ gì ấy nữa ha. Đây cũng đã từng me ấy ngày xưa rồi. Trời. Nhưng mà chờ hoài không thấy ấy cao lên được một phân nào, cuối cùng phải quyết định đi lấy vợ thôi.
Đồ vô duyên. Tính tình của ấy rất là lãng mạn. Ngày xưa ru con thôi, có con rồi ru con vẫn còn cái máu lãng mạn. Ông bầu dần nhánh mù âu, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn tiếc. Có mà tiếc là thời gian đã qua. Ông đừng vô duyên nha. Không biết tôi lấy chồng nào mà ông nói tôi tiếc. Ai còn lại gì bà gì? 14 tôi có bồ, 18 tôi có con rồi. Chưa kịp lớn. Có chồng xong nó quéo cũng còn chừng này. Ông đừng vô duyên nha. Ông soi mói đời tôi làm gì ạ? Bộ nằm dưới gầm giường tôi sao không biết chuyện gia đình tôi? Thích. Tôi không nói chuyện nhiều phải không? Kệ tôi biến đi cho rồi đi. Đứng đây hoài. Tôi không biến, chỗ này là chỗ của tôi không biến đâu. Tôi sẽ mướn cái quán này lại của ông. Nguyên cả cái quán này vốn liếng chừng khoảng 50 ngàn. Chứ bi nhiêu dữ vậy? 50 ngàn cũng là vốn. Ở đây không có nghèo để cho mướn, hiểu không? Có con cho đi du học là không cho mướn ai mướn hết. Tôi có người hẹn. Tôi cũng có hẹn. Trời ơi, người sang trọng quá. Chắc là kiếm tôi rồi. Kiếm tôi. Không cứ dặn tôi mà, kiếm tôi. Bà đừng có vô duyên nha, chắc kiếm tôi rồi. Ừ, chú em. Cho con hỏi thăm. Hai con trâu này của ai vậy? Khách của bà đó. Nó xuống nó không hỏi bà, nó hỏi trâu kìa. Lái trâu thôi mà làm hết hồn. Bác Tư, bác Tám. Có phải là bác Tư, bác Tám có con du học nước ngoài không? Trời, đúng rồi. Vậy tụi nó kiếm tôi mà, nó kiếm tôi. Kiếm bà kỳ cục vậy. Du học. Đây ba bác là Tám đây. Bác Tư Tám có con đi du học ở Australia. Công nhận nha, ông bà mình có câu hay nha. Sáng sớm mà ra đường gặp trâu hên thiệt là gặp luôn lúc hai bác luôn á. Ấy nó nói ông là con trâu đó. Nói bà là con trâu. Ông con trâu. Ông bà màu đen, bà mới con trâu. Ông là con trâu nâu. Ôi, bà nói chung là hai người là con trâu. Không, ý con nói đây là hai con trâu đó, không phải là hai con trâu nhà hai bác. Vậy đi. Ủa mày nói hai đứa tao là con trâu là mày xuống nước rồi mày. Bộ con biết con của bác là sao con hẹn với bác vậy? Con gặp bác rồi đó. Con cũng biết con của bác sao con hẹn với bác vậy? Đúng rồi, phải gặp bác luôn á. Vậy hả? Ủa tại của những đứa nào đi học là con biết hết hả? Trời ơi, con biết hết. Con nói hai bác nghe trong cái huyện mình đây nè. Những gia đình nào có con học nước ngoài là con phải tiếp xúc hết á. Vậy là ai đi học nước ngoài là con tiếp xúc? Sao? Con ơi, vậy là con người của con đầy uy tín. Mà một khi mà con người uy tín thì đừng bao giờ nói chuyện với con cha này. Đi qua đây nói chuyện với bác. Đó là câu trả lời chính xác. Con phải bước qua đây. Con nói bác nói con nghe, không có ai hiểu con mẹ này bằng bác. Bị từ nhỏ tới lớn là bả mê trai rồi, hiểu không? Dạ. Con. Mà con nói chuyện bác này. Nói chuyện với bác này. Dạ. Đây dạ. Này à, con bác. Phải nói với bác. Dạ. Con hiểu không? Con. Đây này à, bên này nè, bên này nó ngang bằng dễ nói hơn, đó hơi bị cúi. Thôi. Hai bác có tin một lần nữa là hai bác rớt xuống nước không? Tin. Cũng có thể. Con mệt hai bác quá. Bây giờ nè, con nói một cái câu cuối cùng ra để cho hai bác hiểu. Hai bác là người có con đi học du học nước ngoài. Đúng rồi. Con tới đây là để con muốn gặp hai bác. Đúng. Hai bác không có cái vàng xếp được thì con đi à. Khoan. Để từ từ vàng xếp, con đừng có nóng nha. Mình có vui tính mà, mình đừng có nóng nha. Bây giờ vậy đi. Dạ, bác trai bác gái tính sao tính đi. Không có cuộc đời của bác kìa chứ là ế dục bỏ thôi chứ có đừng có bao giờ con đẩy hai chữ bác trai bác gái. Sao? Cái thằng cha già ròm này con đừng bao giờ nói chuyện dính dáng tới bác, không có quen biết hàng xóm láng giềng bình thường đó mà không cũng có thân gì nhau. Mà đừng có nói bác trai bác gái gì trong này. Không có ưa. Ủa? Tao không ưa. Không ưa. Không có cửa giới tới bác. Cho tiền uống thuốc ngủ hoài để nằm mơ tới bác mà cũng không được nữa. Điều bây giờ mà gán ghép vô cặp này hết nha. Ôi thì con hiểu rồi, bây giờ nó túm lại một cái điều quan trọng thì bây giờ hai bên phải dàn xếp cho ổn thỏa. Bây giờ gặp ai trước? Gặp bác đi. Gặp bác đi con. Tôi nói chuyện lanh lợi hơn. Chị nhường tôi bữa đi. Dễ thương. Ông nhường tôi bữa đi. Tôi muốn biết tin tức con tôi mà. Bà nhường tôi đi. Nhường tôi đi. Thấy chưa, làm một hồi cái mỏi cổ rồi không? Ông mệt hai bác quá, có cái chuyện đó không mà người ngoài ta nhìn vô đánh giá cái tư cách của hai bác. Thôi bây giờ bác trai nè. Phải cô nói chung là rộng lượng nhường cho bác gái làm việc trước đi. Không, con cha ròm đó nhường cho người đẹp nói chuyện chứ có bác trai bác gái nào đây đó. Thôi nhường cho bà đó. Nói nhanh đi. Rồi con, nói được, chuyện bác, nói chuyện bác. Sao. Còn bác sao, còn bác sao. Bác bình tĩnh không có gì hết. Ừ. Nói bác nghe. Bác phải biết quý trọng thời gian. Là bởi vì sao, bởi vì buổi sáng này con phải thu thích thời gian. Gặp 100 gia đình mà có con nước ngoài nó thơ một đống là đầy cặp nè. Tới 100 gia đình lận hả con? Trời ơi, làm việc mệt lắm. Thôi con làm việc đi. Đây. Đây. Cô Tí. Gửi thư cho bác Tám. Mà trước khi đọc thư á, con cũng xin tự giới thiệu luôn. Nãy giờ gặp hai bác làm quá đi chứ con quên tự giới thiệu con tên gì.
Và xin hân hạnh giới thiệu bác Tám và bác Tư. Con tên là Nguyễn Caro. Dạ, các cặp bố đi. Nguyễn Caro. Định mặt con là bác biết Caro rồi. Dạ, rô là sao? Rô là rổ đó, có còn chỗ nào không có nữa đâu. Nhiều khi ba mẹ con kỵ không có để dấu vô. Ừ. Dạ đúng hả? Là sao con hiểu? Ra nước ngoài người ta cũng bỏ dấu hết rồi. Rổ mà đọc thành rô, mặt rổ. Mặt gì rổ hả? Cái lỡ hơi nhiều. Vậy mà sáng giờ con đi trong quyện ai cũng nói khen con đẹp trai hết á. Thì đó, đẹp là đúng rồi, bị mặt rổ bông. Dạ, coi như là xong hả? Bây okay. Giờ mạnh ai nấy đọc đi con. Khoan. Dạ, còn 88 người nữa. Khoan. À trời ơi, thiệt tình nghe. Con tôi nó dễ thương, dễ sợ vậy đó. Nó gửi về tiền vậy tôi, nó lãnh học bổng, nó xài không có hết. Nó gửi về cho tôi mấy ngàn xài chơi. Thấy thương ghê vậy con, cái thấy thương quá. Ông cứ diễn theo tôi đi, lát tôi bò cho, cứ diễn theo tôi đi. Ha, hai, đúng rồi, 2,000 đô. Thấy thương con, nó có hiếu. Cha, trời ơi. Tí ơi, ba không biết cách nào mà ba nói cho con này. Gửi về nhiều quá. Nó quất cho 2-3 nùi mà không biết một nùi bao nhiêu tờ đấy. Mỗi tờ 100. Đúng rồi, 2 nùi tiền mà mỗi nùi là biết bao nhiêu tờ nó không đếm được. Trời ơi, nhiều quá đi. Hai bằng đại học. Trời ơi, con tôi đậu 2 bằng tiến sĩ luôn. Tiến sĩ diệt rùi á. Gốm. Làm gì có cái vụ tiến sĩ. Đúng rồi, nó làm 2 chóp luôn. Nó làm 2 chóp mà mỗi chóp 5,000 đô một tháng. Làm chi dữ vậy con? Con gái con đứa làm chi dữ vậy? Làm một chỗ thôi, kiếm một chỗ 5,000 một tháng cho cha kiếm tiền cha đi lấy tay thôi, chứ có cần tiền làm cái gì đâu. Trời nghe nè, đu đọt cây cái chân rớt xuống nước đứt thương máu à. Công nhận đúng hai quá. Bác giỏi ghê. Thầy Khơ, con cảm ơn hai bác đã đọc thơ xong rồi, con xin phép con rút luôn. Con bên đây. Mày có uy tín nè, mày nóng tính quá. Nói nghe đây. Ở bên đây nè. Trời ơi, hai bác làm họ rách áo rách quần con hết, sao con đi gặp. Con đọc giùm bác đi. Bác không biết nó mà nó cũng không cần biết bác nữa. Nói chung là chữ không biết bác. Trời ơi, vậy mày đặt cũng dành đọc thơ. Nè con, đọc giùm bác đi. Đúng rồi. Tại sao bác? Bác tưởng bùa. Trời ơi, cũng như không. Giùm bác trước đi con, đọc giùm bác. Có là hai bác không biết chữ. Đọc giùm bác đi. Hai bác phải đi học bổ túc văn hóa để biết chữ với người ta. Đọc. Giờ đọc thơ phải không? Đọc thơ. Đơn giản thôi. Đọc giùm bác trước nha. Nè, ưu tiên cho bác gái. Hồi nãy mày đưa cái 22 này là gì vậy? 22 là con gặp 100 người mà 2 người không là hành hạ con, chưa đi gặp người khác. 22 gì mắc cứ hiểu làm 2,000 đô hai công việc. Không phải là 2. Còn 98 người đang đợi nó. Đọc lẹ đi con. Cho bác nghe lại đi rồi đọc tao. Ba khỏe không? Ba nhớ gửi tiền qua cho con, ký tên. Cô tí. Còn cái này của tao hả? Đúng rồi, viết ngắn gọn quá. Ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa. Trời ơi, chắc cười rớt xuống đây. 2 chớp. Chớp 5,000. Là 1 chớp thôi. Gửi gì cho ba ngoái lỗ tai. Dẹp đi. Đừng có cười. Đúng rồi, ông nên ngoái lỗ tai để ông nghe rõ. Con không có đòi tiền ở bển. Xin tiền ông đọc. Bạc Tám. Đọc đi con đây. Từ nè. Bạc Tám mà giật trật tự con mới đọc được. Thôi mày đọc đi. Đọc đi. Đọc mới lượng thơ thì cho ta cười tao rồi. Bây giờ mày đọc đi. Mới đọc có câu chưa gì cười. Nghe tiếp nè. Nghe tiếp nè. Cho má ơi. Hãy nhớ gửi tiền qua cho con xài, con hết tiền rồi, ký tên. Tâm. Mày cười nữa đi. Hằng quá hả, cười tôi con bà cũng vậy thôi. Nói trong tấm lại là hai đứa con là cô Tí với anh Tèo ở bển á, là nói hai bác gửi tiền qua. Ủa sao hai đứa nó không ở gần nhau mà lại viết cái thơ nội dung giống nhau y hệt vậy? Sao kỳ vậy chú? Có khi như là anh Tèo và chị Tí đều bị đuổi học. Ủa sao kỳ vậy? Sao bị đuổi học? Không, sao bị đuổi học? Được. Trời ơi, điện thoại về cho tôi nè. Nói là nó học rất là đàng hoàng, nó học giỏi lắm mà. Nó được, ta mời làm gì mà. Lộn Tí Tèo. Lộn rồi, Tí Tèo nào rồi? Không có lộn, và chính xác là cô Tí là con của ông Tám và anh Tèo là con của cô Tư. Tư. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ con ưu tiên cho nữ đi. Dạ. Con giải quyết bắt gái trước. Sao? Dạ chuyện là vậy, con mới vừa đi qua công tác ở bên nút gặp anh Tèo. Dạ, mới biết được anh Tèo bị đuổi học. Hả? Với lý do đơn giản là không chịu học. Không biết tiếng Anh văn, không giỏi ngoại ngữ, nói không ai hiểu hết. Cái thứ nữa là lo rượu chè, be bét, rồi lo đánh bài, đánh bạc, lo chạy xe. Mới đây nè. Gì mới nữa con? Mới bị police bắt nè. Sao vậy con? Uống rượu, chạy xe bị nhốt 12 tiếng đồng hồ. Đã vậy vô trong lớp, bị mặc cảm, không biết tiếng Anh, người ta nói tiếng Anh, tưởng nói xấu mình. Đè quánh người ta trong lớp, 41 người, quánh hết 41 người. Có, còn nói quá lên mà.
quánh chừng 40 người chứ chẳng lẽ nó tự đánh nó. Không có, nó quánh luôn thầy á. Tí chờ nó mà nó còn đánh nữa. Bởi tôi nói rồi, tôi nói con bà bị bà đua đời bà cho đi du học. Bà thấy con tôi đi du học, bà cũng mày đặt cho con bà đi du học. Cái thứ du thủ du thực ở đây nó đã quậy nát làng nát xóm rồi cho đi du học. Tiếng Anh không biết một chữ, tiếng Việt cũng chưa rành, đi du học thì gom. Bác. Đâu phải như con tôi ha. Dù gì nó con gái ha. Nếu mà nó có nghỉ học một bữa hai bữa đó là chuyện bình thường. Bị con gái bà thấy không? Có đôi lúc nó bệnh hoạn hay là nó cảm nó không tới trường được thôi. Chứ đâu phải như con bà. Đúng không con? Dạ đúng, anh nói, đúng. Vậy nha. Anh nói vậy là không đúng nha. Con tôi lúc nào cũng là văn ôn võ luyện nha. Làm gì văn ôn võ luyện hả? Con bà đi học chữ cho bọn đi học quýnh lộn ha. Phải võ luyện anh nói vậy không được. Con không sao rồi. Con của bác là nó học số 1. Bị dạ. Nó điện về cho bác là bác thấy thoải mái rồi. Dù gì đi nữa bác rất hạnh diện. Bị người ta đu theo bác chứ không bác không đu theo người ta. Dạ, bác Tám. Dạ. Bác lấy rồi, dạ. Thẳng lên đi. Vậy sao con nói được thế đâu? Hai bác cứ ganh gạnh hẹ nhau hoài, nói không có được. Bây giờ nói chung là nữ xong rồi, bây giờ đến nam. Còn nói bác Tám. Nói đi cho bạn nghe, bạn hết hồn, coi chừng té xong đứng xích vô đi. Không, anh Tèo á là 10. Đúng không? Còn cô Tí là 11. 11 là hơn con bà 1 điểm đâu. Đâu có thua gì đâu. Cũng đâu học hành đâu. Cũng không biết ngoại ngữ luôn. Không chịu đi học. Tối ngày cứ đêm thì vô vũ trường uống bia, ngồi tiếp viên với người ta, tiếp khách kiếm tiền bo. Nghĩ đó nhiều tiền hơn. Học hành làm gì cho khổ. Rồi yêu đương lăng nhăng cặp người này cặp người kia. Coi chừng nay mai ẩm về hai cục để bác nuôi vậy. Đó thấy không? Con ơi đừng làm bác hết hồn. Thiệt. Tao ăn ở có đức lắm mà sao con tao nó đi làm tầm bậy vậy? Vậy đó, rồi tiền bạc đâu? Đó, nè con thông báo hai bác biết nè. Là ăn quạng nha, hai bác phải gửi tiền gấp qua nè. Rồi đóng tiền học cho hai nó nè. Rồi lo tiền bạc mà đưa cho hai nó về nước. Ủa sao kỳ vậy con? Nó không học về phải còn cái tiền mình đóng cho nó chứ. Mình đóng rồi thì bây giờ người ta phải trả lại mình chứ. Đóng cái gì mà đóng? Con nói hai bác để hai bác hiểu. Cái tình hình mà học sinh mà đi du học ở bển á. Hiện nay có một số á, là đâu có chịu học hành gì đâu. Không, cứ tối ngày cứ lêu lỏng rồi chạy xe rồi uống rượu rồi yêu đương rồi lăng nhăng rồi hút chích rồi phá coi như là vô siêu thị quậy phá tùm lum hết, chôm đồ của người ta nữa, làm mất mặt hết. Không, thành thử ra bây giờ nó tình hình bên đó rất là căng. Không, con thì con lo cho một giấy tờ thủ tục này nọ đi, một số được lại một số không được, không chịu lo học hành làm khổ cha khổ mẹ nữa. Sao giờ đây trời ơi, sao đây bây giờ con cái thì bác Tư, bác Tám xong luôn. Bác Tám hả? Hai bác bình tĩnh để con nói, hai bác hiểu và thông cảm cho con. Sao con, tại vì con qua bển con biết cái tình hình ở bển thì đó là con biết con mới nói. Cái tình hình hiện nay á mà các con em học sinh mà đi du học ở bển á có những cái trường hợp mà dở khóc dở cười đó bác. Sao con dở khóc sao vậy chuyện là vậy nè. Không, tại vì cha mẹ không có dựa vào cái năng lực của con em mình. Không, cứ gửi con em mình qua bển học rồi bỏ tiền ra cho con em mình học. Không, rồi đâu có chịu học hành gì đâu. Rồi mượn cái mát để đi du học đó. Rồi qua bên đó có lo ăn chơi là liêu lỏng rồi uống rượu chè rồi không à. Không, rồi cuối cùng là làm cái gì? Rồi cuối cùng là đem con về đây giao cho người này nuôi, giao khi người đó khác nuôi. Đó, khổ cực con làm hành hạ cha mẹ, rồi tốn tiền của cha mẹ, rồi cuối cùng phí cả một đời của tuổi trẻ. Bây giờ cái điều quan trọng là bây giờ tính làm sao để đưa tụi nó về đi ông ơi. Bây giờ chắc chắn là phải đưa nó về. Chứ nó ở đó nó làm hư nữa, nó còn hư nữa. Thôi tôi đi tôi bán đất về liền. Tôi đi. Ông. Bây giờ sao giờ ông kiếm người chèo ghe đưa tôi về, tôi rung quá. Bán chờ tôi chút xíu. Bán đất đưa nó về. Đúng rồi, bây giờ phải quyết định bán đất đưa tụi nó về đây. Nhưng mà một cái điều mà tôi suy nghĩ là ngày xưa cho nó đi làm cái gì, bây giờ đi về cũng lỡ thầy lỡ tớ. Học hành bây giờ học chỗ nào đây? Giờ? Hai bác yên tâm. Nếu mà nguyện vọng của hai bác muốn cho anh chị về đây á, con sẽ giúp cho. Cảm ơn con. Nếu mà năng lực của anh chị á mà có nguyện vọng học hành á thì con dám chắc với hai bác. Hiện tại ở đất nước Việt Nam này cũng có những trường đại học danh tiếng. Đăng ký vô đó mình học. Dạ. Thôi, nói vậy đúng rồi. Con đi tiếp những gia đình á. Nhưng mà có 8 người nữa. Có gì nhớ ghé giúp anh nha con. Dạ. Nghe con nha. Dạ. Cảm ơn con nghe con. Không được đâu, đi về đi rồi tính ba cái vụ bán đất bán đai đi. Tôi rung quá, tôi chèo ghe hết nổi không. Thôi nó đi, tôi chèo cho. Tôi về, tôi bán đất ra đó, tôi nói về. Mệt thiệt á. Bởi tôi nói thiệt nghe hai cái chữ du học này nha. Nghe là nổi da gà rồi. Ôi trời ơi, thiệt là học. Du học ơi là du học. Đi đường này, tôi với ông bây giờ mới du đây nè. Giờ mình đi du đi.